Vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay 24 tháng 7 2019 thứ Tư thì tôi có mặt ở đây, ở ngay phía sau lưng tôi và các bạn nhìn thấy đây là khu tòa nhà rất lớn của Đại sứ quán Nga tại Berlin. Và cũng từ tòa nhà này nhiều cán bộ ngoại giao của Nga cũng như là cán bộ tình báo và cán bộ công an, cũng cảnh sát, cũng như là những cái bộ phận khác đang làm việc. Và hiện nay nước Nga cũng có vấn đề liên quan đến việc tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc và Việt Nam. Đó là việc trong thời gian vừa qua các bạn cũng đã theo dõi những cái thông tin rất cụ thể ở trong nước. Đó là khi mà Trung Quốc đưa tàu vào thăm dò ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì đã bị những cái tàu cảnh sát biển của Việt Nam và tàu hải cảnh Trung Quốc, hai bên đã vờn nhau trong rất nhiều ngày qua. Tuy nhiên báo chí trong nước đã đăng nhưng mà chưa đầy đủ. Và cái thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được theo cái tweet của ông phó giáo sư trường Đại học Hàng hải Hải quân Mỹ đã đưa ra vào ngày hôm nay, thì tới ngày hôm 23 tới ngày hôm qua cập nhật mới nhất thì tàu Trung Quốc vẫn quanh quẩn ở khu vực này và vẫn tiếp tục gây sức ép với các tàu của Việt Nam cũng như là cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đây là hình ảnh mà chúng tôi xin gửi tới các bạn. Đây, với hình ảnh này các bạn có thể tra cứu trên cái trang tweet của ông phó giáo sư Ryan Matison. Và ông Ryan Matison đã nói với những cái người mà theo dõi trang tweet của ông rằng là cho đến cập nhật ngày 23 tháng 7 tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc tiếp tục hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và đồ họa cho thấy là các hoạt động của ngày từ 21 đến 23 tháng 7 vẫn tiếp tục ở đây. Để các bạn xem, cùng xem. Và sau khi cái chương trình phát live này của tôi thì tôi sẽ cập nhật ngay lập tức những cái hình ảnh này để các bạn có thể tự tra cứu trên những cái phương tiện truyền thông khác nhau. Vâng, là chiếc tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc vẫn tiếp tục quanh quẩn và ở cái khu vực của vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cho đến ngày hôm qua. Đây là thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được. Và đây các bạn xem. Đấy. Và cái vùng này thì rất sát với cả phía nam của Việt Nam, với Phan Thiết và những cái vùng khác. Và đây là cái điều mà Trung Quốc hiện nay đang gây rất nhiều những cái tranh cãi khi mà họ đưa tàu vào khảo sát ở trong ngay vùng biển, tức là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đấy. Và ngoài ra, ông phó giáo sư Ryan Martinson này, ông ta còn cung cấp thêm những cái thông tin mới nhất của ngày hôm nay. Đó là việc Trung Quốc đã cử thêm tàu cảnh sát biển số 3308 vào danh sách tàu hộ tống của Hải Dương 8. Đây các bạn xem, đây là hình ảnh của ông phó giáo sư dạy ở trường Hải quân của Mỹ đã cung cấp cho các bạn ở trên tweet ngày hôm nay. Và đây là thông tin mới nhất mà hình ảnh của chiếc tàu được tăng cường bảo vệ và hộ tống cho tàu Hải Dương 8 tiếp tục khảo sát tại vùng thềm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tức là 200 hải lý. Đây các bạn nhìn xem. Và đây ở trên dòng trên này ghi rất rõ là chiếc tàu cảnh sát biển Trung Quốc số 3308 đã được đưa vào danh sách tàu hộ tống cho tàu Hải Dương 8. Có nghĩa là cái việc này Trung Quốc vẫn tiếp tục gây sức ép với Việt Nam và vẫn tiếp tục dùng những cái chiếc tàu khác nhau để họ thay thế nhau và quần đảo ở cái khu vực phía nam, biển phía nam của Việt Nam. Đó là vùng Bãi Tư Chính mà chúng ta đã cùng quan sát trong thời gian vừa qua. Và sở dĩ cái vùng này rất quan trọng với Việt Nam vì cái ở đây có rất nhiều những mỏ khí và mỏ dầu tiềm năng mà những cái công ty của Việt Nam cũng như là những công ty liên danh của Việt Nam với các nước đã và đang khai thác cũng như đang thăm dò tiếp tục. Cụ thể nhất đó là công ty Rosneft. Các bạn nhìn đây, đây là cái hình ảnh mà hợp tác giữa Rosneft với Việt Nam. Một bên là quốc kỳ của Nga, một bên là quốc kỳ Việt Nam. Và các bạn cũng sẽ thấy nước Nga là một nước đã từng hợp tác với Việt Nam từ rất lâu và khai thác dầu mỏ cùng Việt Nam, khai thác dầu mỏ. Các bạn xem thì họ đã khai thác từ những năm 1978 cùng Việt Nam khai thác dầu mỏ. Và từ đó đến nay thì những cái hoạt động của Nga với Việt Nam luôn luôn gắn kết ở những cái vùng biển như vậy. Và hiện nay Trung Quốc đã đưa tàu ra để gây sức ép với cả những công ty thăm dò và khai thác của Nga. Thì điều này rất nghiêm trọng, và đặc biệt là khi Việt Nam chưa lên tiếng về những cái nguy hiểm này thì nó sẽ thành cái đối đầu giữa Trung Quốc với Việt Nam, và bây giờ nó có thể dẫn đến là đối đầu giữa Trung Quốc với Nga nữa. Bởi vì tất nhiên là Nga là một đất nước rất mạnh về tiềm lực về quân sự và họ đã hợp tác rất nhiều với Trung Quốc, họ bán cho Trung Quốc rất nhiều những phương tiện vũ khí, nhưng họ lại có nghĩa vụ và bảo vệ những cái doanh nghiệp của Nga khi hoạt động ở nước ngoài. Và đây là một trường hợp rất cụ thể, đó là công ty Rosneft hiện nay đang bị gây sức ép, và cái việc gây sức ép này không phải chỉ mới diễn ra mà đã diễn ra từ đầu tháng 6 năm 2017. Tàu của Trung Quốc, tàu hải cảnh của Trung Quốc đã liên tục tuần tra và liên tục gây sức ép ở trên vùng biển của Việt Nam, đó là vùng Bãi Tư Chính. Và hiện nay Việt Nam và Nga, Liên bang Nga đang có cái dự án thăm dò ở đây do chính công ty Rosneft đảm nhiệm. Và một cái minh chứng nữa cho các bạn cùng biết là một cái bài báo của tạp chí Sputnik của Nga, họ đã đăng về việc là đây là bằng chứng rất rõ ràng, đây là công ty Rosneft, tức là Rosneft muốn khoan thêm 3 giếng ngoài khơi Việt Nam. Đây là những cái giếng mà sẽ khoan thêm. Tờ bài báo này thì đã có trước đây rồi và bây giờ họ bắt đầu triển khai. Thì khi mà Rosneft bắt đầu chuẩn bị triển khai Việt Nam thì lập tức là Trung Quốc đã gây sức ép và họ dùng tàu để gây sức ép. Và cái tờ báo của Nga này ghi rất rõ là người Nga khai thác ở vùng biển Việt Nam từ năm 1978, tức là từ năm 78 rồi. Và thì bắt đầu từ ngày 4 tháng 6 thì bắt đầu có động thái cản trở việc hãng Rosneft của Nga và một công ty Nhật thực hiện hợp đồng khoan mở rộng để thăm dò dầu khí ở vùng biển, và mọi việc kéo dài từ đó đến nay. Thì đây là cái thông tin mà cái bài báo trên cái tờ báo rất chính thức Sputnik của Nga họ đã đăng tải, và các bạn cũng có thể tự tra cứu ở trong nước thông qua những cái phương tiện truyền thông khác nhau. Và họ nói rằng là cái công ty Rosneft của Nga này đang bị Trung Quốc gây sức ép trong thời gian vừa qua, nhất là sau bắt đầu họ chuẩn bị khoan thăm dò thêm cho phía Việt Nam. Thì đây là cái tài liệu mà các bạn có thể tham khảo. Đấy. Và hiện nay thì thông qua những cái tra cứu thì chúng tôi cũng đã phát hiện ra cái biểu đồ, tức là cái sơ đồ cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam như thế nào. Đó là 200 hải lý từ đây vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cái sơ đồ này đây là của do hãng Reuters họ đã đưa ra, và các bạn thấy rất rõ là cái phần màu vàng ấy là cái phần mà nằm trong cái thềm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và hãng Rosneft là hiện nay đang khai thác ở phần phía dưới. Đấy, những cái chấm ở phía dưới các bạn, cái khu vực đấy chính là Bãi Tư Chính, mà hiện nay đang rất nhiều tàu Trung Quốc đang quần đảo ở đó và đang gây sức ép đối với Nga, ngay cả với Nga. Đấy. Và đây là cái bản đồ mà chúng tôi cũng sẽ chia sẻ lập tức những cái thông tin này cho các bạn ngay sau đây khi kết thúc cái chương trình phỏng vấn phát live trực tiếp này, để các bạn trực tiếp có thể xem những cái thông tin đó. Và cái đường lưỡi bò Trung Quốc ấy, thì họ ghi màu xanh, họ gạch màu xanh rất là rộng. Đấy, tất cả những cái chấm chấm màu xanh đó, đó là cái đường lưỡi bò của Trung Quốc, nó nuốt toàn bộ cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, phần lớn là đã bị mất. Đấy, và những hòn đảo của Việt Nam, và trong đó có Bãi Tư Chính. Chính vì vậy, dựa trên cái cơ sở này mà Trung Quốc đã đưa tàu ra liên tục trong nhiều ngày qua, trong cả tháng qua, để tìm mọi cách ngăn cản cái việc khoan thăm dò và khai thác dầu khí hợp pháp của Việt Nam. Và cũng các bạn cũng đã biết tại cái vùng biển này, tức là Việt Nam đã đặt cái nhà giàn DK1 từ 30 năm nay rồi. Và cái việc khai thác cũng như thăm dò của Việt Nam thì đã có từ rất lâu rồi. Nhưng mà gần đây thì Trung Quốc dường như là muốn chứng minh rằng họ là bá chủ của thế giới, hoặc là họ không bất chấp cái luật pháp quốc tế, bất chấp cái luật biển 1982, họ vẫn ngang nhiên đưa tàu vào xâm phạm cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để xua đuổi tàu cá Việt Nam, để đâm chìm các tàu cá Việt Nam và tịch thu các dụng cụ và cá mà của ngư dân Việt Nam đánh bắt được một cách hợp pháp trên cái vùng biển của Việt Nam. Không chỉ dừng ở đó, họ đã đưa tàu ra để tiếp tục xua đuổi và gây sức ép đối với những cái công ty, đối với các hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam cũng như các công ty của Nga. Mà điều đó sẽ đem đến một cái điều mà rất khó khăn trong thời gian tới đối với Trung Quốc và ngay cả với Việt Nam và với Nga, bởi vì khi Trung Quốc đã ra mặt đối đầu với Việt Nam, và Việt Nam cũng đã vào ngày 19 vừa qua đã chính thức chỉ đích danh là Trung Quốc là cái nơi, là cái nước đã đưa tàu ra để gây áp lực với Việt Nam ở ngay cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì nay Trung Quốc lại tiếp tục gây áp lực với cả Nga thông qua việc là tạo cái sức ép với một công ty Rosneft này để hòng độc chiếm Biển Đông. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem cái lô dầu khí, cái chỗ mà đang khoan thăm dò, nó nằm trong cái thềm lục địa Việt Nam của nền độc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng mà lại nằm trong vùng lưỡi bò của Trung Quốc. Đấy, cái thông tin này. Và ngay lập tức thì các bạn cũng đã biết báo chí quốc tế đã lên tiếng, ngay từ đầu họ đã lên tiếng từ ngày mùng 2 tháng 7 từ lâu rồi. Nhưng mà báo chí Việt Nam sau đó mới lần lượt, sau khi Việt Nam đưa một số thông tin rất rè rặt lên, và khi báo chí quốc tế, rồi khi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra thông báo báo chí phản đối Trung Quốc bắt nạt Việt Nam tại vùng biển này, thì phía Việt Nam mới công khai một số cái thông tin mới tiếp theo. Thì đấy là cái nhưng có nhiều thông tin là chúng ta đã chưa được biết ở trong nước, và báo chí quốc tế lập tức đã đưa ra. Đấy là như thông tin mà ngày hôm qua Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đã đưa chính thức với tiêu đề là nhà nghiên cứu nói rằng là khả năng đụng độ Việt Nam và Trung Quốc ngày càng cao ở Bãi Tư Chính. Đấy, các bạn thấy là cái bài báo của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ mà các bạn cũng có thể tự tra cứu trên các phương tiện truyền thông, và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn ngay sau đây. Và trong các bài báo này thì với cái tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia, nhiều người nghiên cứu khác nhau trên thế giới đã nói rất rõ rằng là Trung Quốc là hiện nay đang rất ngang ngược ở trên Biển Đông, và đặc biệt là với vùng biển phía nam của Việt Nam, vùng Bãi Tư Chính, thì điều đó là gây bất lợi cho Việt Nam rất nhiều. Nhưng Việt Nam vẫn không thể hiện một cái thái độ rõ ràng và dứt khoát đối với Trung Quốc, và chính vì vậy mà Trung Quốc có thể càng ngày càng lấn lướt hơn. Điều này chỉ có thể giải quyết được nếu Việt Nam đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Bởi vì giống như Philippines thì Việt Nam có thể chuẩn bị hồ sơ và đưa ngay lập tức Trung Quốc ra tòa án quốc tế, để khi tòa án quốc tế có phán quyết mà cái khả năng chiến thắng của Việt Nam rất lớn. Bởi vì là cái đường lưỡi bò thì lần trước tòa án quốc tế đã quyết là ra phán quyết và không chấp nhận đường lưỡi bò của Trung Quốc. Và lần này phía Trung Quốc lại dựa trên đường lưỡi bò để tiếp tục gây sức ép với các hoạt động khai thác dầu khí cũng như là ngư dân của Việt Nam ngay trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì chắc chắn cũng sẽ bị bác bỏ. Và khi có bác bỏ của phía tòa án quốc tế thì Việt Nam sẽ có nhiều cái cơ hội tốt hơn để bạn bè trong và ngoài nước ủng hộ và giúp đỡ, hỗ trợ Việt Nam đấu tranh về mặt pháp lý. Thì đấy là cái điều Việt Nam có thể làm được. Ngoài ra Việt Nam không thể đứng ngoài những cái liên minh lớn ở trên thế giới để đảm bảo về an ninh, an toàn của mình, thì Việt Nam cần phải tham gia vào những cái liên minh trên quốc thế giới, như tham gia vào khối NATO thì lập tức khối NATO sẽ bảo vệ Việt Nam, cũng như khối NATO bảo vệ Đài Loan và bảo vệ Philippines và những nước khác. Thì nếu mà khi tham gia vào những khối NATO đó bảo vệ Thái Lan, thì những cái nước như Trung Quốc thì chắc chắn là không thể dám bắt nạt Việt Nam một cách ngang nhiên như vậy. Bởi vì là đối mặt với cả Việt Nam có nghĩa là họ phải đối mặt với cả thế giới và cả cái tiềm lực quân sự và lớn của thế giới. Ngoài ra thì hiện nay Tổng thống Trump của Mỹ vẫn tiếp tục đánh thuế rất mạnh mẽ lên những hàng hóa của Trung Quốc, bởi vì ông cho rằng là Trung Quốc đã lợi dụng cái kẽ hở của Mỹ để ăn cắp công nghệ và để tiếp tục làm lợi một cách bất chính. Thì đây là cái điều rất thuận lợi để Việt Nam có thể khẳng định cái vị thế của mình bằng cách tham gia vào những cái liên minh đó. Tuy nhiên, để làm những điều đó thì Việt Nam cần phải thay đổi cái thể chế chính trị của mình, đó là phải dân chủ hơn, phải đa đảng, tức là cho nhiều đảng phái hoạt động, trong đó có Đảng Cộng sản, và tự do hơn để có tiếng nói của người dân được đưa lên truyền thông, cũng như báo chí quốc tế và trong và ngoài nước được phép đăng tải tự do ở tại Việt Nam. Thì có như vậy thì người Việt Nam mới biết được thông tin sự thật, và có như vậy thì những cái chiếc tàu của Trung Quốc này không thể bắt nạt được nước của Việt Nam, và người dân Việt Nam hiểu được đúng cái sự việc diễn ra và họ sẽ có phản ứng một cách đúng đắn và ủng hộ chính quyền Việt Nam để thực hiện bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình. Đấy. Và tất nhiên để làm được cái điều mà đó thì hợp tác giữa Việt Nam và Nga, tức là với công ty Rosneft như các bạn nhìn thấy ở đây, sẽ vẫn tiếp tục được đẩy mạnh. Và nước Nga theo như những cái thông tin của các chuyên gia cho rằng họ sẽ không bỏ đi, mà họ sẽ tiếp tục ở đây, họ tiếp tục ở vùng biển phía Nam, ở Bãi Tư Chính để họ khai thác cùng với Việt Nam, bởi vì đây là cái thềm lục địa của Việt Nam, đây là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và điều đó không thể bác bỏ. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái tường trình của Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, ngày hôm nay thứ Tư 24 tháng 7 2019. Và các bạn hãy để lại những comment, các bạn hãy để lại những nhận xét hoặc là những yêu cầu giải thích về thông tin hoặc tìm thêm thông tin để cung cấp cho các bạn biết sự thật đang diễn ra trên thế giới. Và hãy bấm nút theo dõi Facebook của Lê Trung Khoa, Facebook Thời báo.de cũng như YouTube của Thời báo.de để luôn được cập nhật thông tin mới nhất. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn một ngày nhiều may mắn và sức khỏe. Và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình thứ 2 sau 30 phút đây thì sẽ vào chương trình 2 của ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn các bạn. Chào các bạn. Và tôi quay một chút hình ảnh về các khu vực ở xung quanh Sứ quán Nga. Đây các bạn thấy, đây là khu vực Sứ quán. Đây là khu vực mà nơi Sứ quán Nga đã đặt tòa đại sứ. Và trước đây thì đây cũng là tòa đại sứ của Liên Xô trước đây. Và các bạn đã thấy ở phía trên kia, đây là những cái hình ảnh mà của hãng hàng không Aeroflot vẫn còn ở phía trên đó. Đấy, các bạn thấy, đấy Aeroflot. Và đây là tòa đại sứ của Nga, nơi đã có rất là nhiều những cái quan hệ và có nhiều cái ủng hộ với Việt Nam trong thời gian trước và cũng như là trong cái thời gian vừa qua. Và Nga thì hiện nay cũng đang tham gia vào cái quá trình là khai thác và thăm dò dầu khí cùng Việt Nam từ những năm 1978. Và hiện nay Trung Quốc đang tìm mọi cách để gây sức ép với Nga, tức là cụ thể với công ty Rosneft, để họ chùn bước khi mà khai thác trên những cái thềm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhưng điều đó có lẽ rất là khó, bởi vì nước Nga là một đất nước mà rất lớn và họ cũng có quan điểm riêng và họ có cái tiềm lực rất lớn về chính trị cũng như kinh tế và về quân sự. Cho nên việc Trung Quốc gây sức ép với công ty của Nga ngay trong khu vực Bãi Tư Chính của Việt Nam thì là một cái điều rất khó khăn cho Trung Quốc, sẽ gặp phải phản ứng của chính phủ Nga trong thời gian tới. Vâng, cảm ơn các bạn. Chúng tôi xin tạm dừng chương trình này ở đây và hẹn gặp lại các bạn sau 30 phút nữa tại chương trình 2. Chào các bạn.